Cường Audio xin kính chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Audio. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu bạn một chiếc micro kèm loa. Thì bên mình cũng đã giới thiệu bạn rất nhiều dòng micro kèm loa rồi, ví dụ như là SD10, SD17, IS90, IS91. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu bạn một chiếc SD18 nhé bạn nhé. Thì các bạn có thể nhìn ngoài vỏ hộp đây nó rất giống với cái SD17 đúng không? Tuy nhiên thì chất lượng âm thanh nó sẽ nhỉnh hơn một tí và kiểu dáng nó hơi khác đi một tí chứ không thể giống hoàn toàn được. Ok bạn nhé, bạn nhìn từ ngoài vỏ hộp này thì bên ngoài vỏ hộp đây là kiểu dáng của chiếc SD18 này của hãng SDRD này, Magic Karaoke này. Đó, chúng ta sẽ xem tiếp bên cạnh đây. Đó, đây là các tính năng của nó này, các bạn có thể thu rồi hát này. Đó. Ok. Đây, các bạn có thể cắm thẻ nhớ này, cổng USB này, Karaoke này. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra xem bên trong nó sẽ như nào và mình sẽ cùng đánh giá chi tiết hơn sản phẩm này với các bạn nhé. Đây, đây rồi, ok. Nó sẽ lấy ra này. Đây, chúng mình đi ra bên này. Trong hộp nó có một tờ giấy này, một cái cáp này. Ok, trong hộp không còn gì nhá. Đầu tiên ấy, các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ xem qua một cái tờ giấy này trước nhá. Tờ giấy này có cái gì? Đầu tiên là hình của sản phẩm này này, cũng như là giới thiệu một chút về tính năng của cái này. Cái này thì hoàn toàn là bằng tiếng Anh nên các bạn có thể sử dụng dễ dàng được, chứ không có gì là khó cả. Tiếp theo ở đây trong này nó có một cái dây, dây này dây cáp dạng cổng micro USB nha các bạn nhé. Dây này dây sạc rất giống với những cái dòng điện thoại của Android. Đó, ok. Các bạn có thể dùng dây này để sạc hoặc các bạn sử dụng luôn những cái dây sạc của điện thoại nhé. Rồi mình sẽ bỏ cái dây ra bên này. Tiếp theo chuyên cái mic của chúng ta thì nó được bọc bên trong một chiếc túi ni lông đây rồi. Họa tiết thì các bạn nhìn thấy nó rất giống với kiểu LV đúng không, luôn luôn vui tươi đúng không, karaoke là để vui tươi mà. Đó, mình sờ ở đây thì nó cảm giác nó hơi nhám nhám các bạn nhé, cảm giác hơi nhám nhám. Mà đây có một màng loa ở đây này, đây là hai màng loa các bạn nhé, hai màng loa đó. Và màng loa thì thay khác những kiểu mic khác nó có chấm tròn đục lỗ đúng không, thì đây là kiểu hình tam giác như bạn nhé và dạng kiểu logo luôn luôn vui tươi đó. Và đây sản phẩm này màu đen. Ok, ở trên đây các bạn thì nhìn thấy trên đầu mic đây nó sẽ có những cái lớp nhựa, đây là nhựa thôi đó, là những cái lớp dạng cắt vát vát lưới nhìn khá là đẹp. Và đầu mic đây bằng kim loại nha các bạn nhé. Đó, mình sẽ cho các bạn xem qua trước rồi lát nữa mình sẽ test chi tiết hơn với các bạn. Đó, ở dưới này các bạn có thể nhìn thấy là tên của hãng này. Ở bên cạnh đây, dưới này nó bằng một lớp sơn tĩnh điện nhé, cầm rất là êm tay, trơn tay. Các bạn nhìn thấy ở dưới này là nó có thứ nhất là nút nguồn ở luôn luôn nằm ở giữa này. Đó, nút nguồn nằm ở giữa này. Đây là chét này, đây là bát này. Chét là sáng tiếng, bát là âm tiếng này. Echo này, volume này, đó. Mà bên dưới này một số những cái chức năng, đó. Và dưới cùng đây các bạn thì nhìn thấy là nó sẽ có là cổng sạc này và cổng cắm thẻ nhớ, đó. Các bạn thì nhìn thấy, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đó, sạc thì nó cũng đơn giản như chúng ta cắm điện thoại thôi. Bây giờ mình sẽ mở lên nhá. Đó, khi chúng ta mở lên thì đèn nó sẽ sáng xanh như này và nó có cái tên là Bluetooth Mail như thế. Bây giờ mình sẽ nói thử vào mic nhá. Alo. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth của chiếc loa này, mic kèm loa này với điện thoại của mình. Các bạn thì nhìn thấy mình đang sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn sử dụng kết nối với những cái dòng điện thoại khác thì tương tự nhá. Mình bật Bluetooth này. Tên của sản phẩm này là MIC các bạn nhé. Các bạn nhìn này, MIC này. Đó, khi chúng ta kết nối thì sẽ như thế. Alo. Đó, các bạn có thể nghe thấy nhé, giọng của mình nói với chiếc micro này nhá. Mình chỉnh volume to lên này. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Giọng của cái này tương đối là chắc nhá, mình tăng chắc lên này, tăng bass lên hết cỡ luôn này. Alo, 1, 2, 4. Mình giảm hết chét đi nhá. Đây chét ở đây này, giảm chét đi.
Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Giảm bass đi nhé. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Ok, tương đối tốt. Cái này echo của nó thì các bạn để vừa đấy nhá, đừng để to quá, mình đang đừng to to quá hết cỡ này. Đó thì đó, quá là vang. Bây giờ mình sẽ giảm đi. Giảm đi một nửa thôi. Alo alo 1 2 3 4. Đó. Ở dưới này là một số những phím chức năng. Cái phím mình vừa có vỗ tay đấy là cái này này. Còn bên trên là cười ha ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử một bài hát, mở thử bản nhạc ở trên YouTube để xem thử chiếc micro này nhá, nó phát nhạc ra như thế nào nhá. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt người vì anh cũng. Đó các bạn nghe được mình đã mở bản remix lên. Một điều đơn giản lắm, chăm lo em anh cũng không trọn vẹn. Chẳng ngờ người đến sau yêu ra. Các bạn đang thưởng thức ca khúc Quá khứ của anh. Đó, các bạn thấy là bass của chiếc micro này đập khá là chất đúng không? Và âm thanh mình đang nói đây, các bạn nghe, mình đang thu qua chiếc camera của mình đây là khá âm khá là to, chắc và độ vang rất là êm, đúng không? Đây là sản phẩm SD18 nhé các bạn nhé, sản phẩm mới và kiểu dáng tương đối là đẹp đẽ, hoa văn đúng không? Và nếu mà các bạn nào thích dòng sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0976508260 để đặt hàng các dòng sản phẩm của Cường Audio, cũng như các bạn có thể liên hệ mình qua Zalo số điện thoại đấy, và các bạn có thể truy cập vào website cườngaudio.com hoặc qua Facebook fanpage facebook.com/cườngaudiopage để đặt hàng các dòng sản phẩm này của bên mình. Và đây là dòng sản phẩm SD18. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường Audio. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Cường Audio để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cho bạn xem lại kiểu dáng của chiếc micro này nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.